không ai xa lạ mà chị là nữ ca sĩ Mỹ Thúy. Vậy xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếp của chị Mỹ Thúy. Cách đây thì là 27-28 năm thì khi mình có đi hát với chị nhiều lần đi trình diễn lại những chùa rồi với hội này hội kia thì có đi hát với chị. Vâng, một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho nữ ca sĩ Mỹ Thúy. Cảm ơn Khánh Vân thật là nhiều. Thưa quý vị, rất là vui được gặp lại quý vị ngày hôm nay. Mình thấy chị có đến đây, thường thường đến đây để đi ăn, đi uống cùng với con của mình. Ngày hôm nay gặp Phúc Thái, Phúc Thái nói chị ơi, chị cho hát cho em một cái bài gì đó, đang nghĩ qua hài. Chắc là chị ở đây hát rất là hay rồi. Nhưng mà thôi thì ngày hôm nay thì cũng các mọi người cũng như là và cậu em Quốc Thái cũng như anh Vân thì mình xin được việc là đã có một bài hát, xin mời anh chị nghe những dòng nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến, bài hát được mang tên Tắt Gió Thôi Lòng. Thật ra buổi tối khi chúng ta có cái thời gian rảnh rỗi thì đến đây cũng rất là vui, phải không anh chị? Có một nơi để mình hát, có một nơi để mình khiêu vũ và gặp gỡ nhau. Rất là vui được gặp lại những khuôn mặt rất là thân quen cùng với mình nhé. Tình em như gió
Hãy subscribe.